Này có xài cái này không? Lấy cái thằng quỷ đi nghiêng quẹ không? Thấy mình múc gì mơ? Kiếm gì chị? Chị có kẹp. Kiếm gì hỏi cho có quán ta? Cái băng đô cài tóc á. Đó là được. Băng đô cài tóc mà để ra đây rửa mặt luôn. Ừ, đúng rồi. Mà nó là cũng hơi nhung á. Có to mà để hãng cho to. Ơi. Ơi. Ủa Phương, mày mới về. Mấy cái này chưa cắm lên nổi. Nhiều cái này nhiều. Cái này đẹp nè mày. Nhìn nó thì dễ thương á. Hả hết con chó. Bị đau còn đó sao? Hả hết con chó. Cái nhỏ. Tao thấy mày thần tượng miếng cuốn. Thôi cái này đi cho dễ. Ơ nè, này con chó nè, cưng nè. Tao chuột không chó nhỏ. Chuột hơn chó. À vậy hả? Ruột lấy cái này đi. Ủa cái này với cái này giống nhau hả? Nó đó. Có cái này đẹp hơn nè. Có đi về trước được sao? Có không, mà tôi thấy cái này đẹp hơn nè. Cái này như nó nhỏ hơn. Cái gì vậy? Mày thấy cái tay nhỏ hơn không? Thôi lấy cái này đi. Vậy mày lấy cho tao cái này đi. Ê ê ê. Chị cái này như đây đây đó là kìa chị. Em không phải người bán. Chị. Cái gì chị? Đi ơi kiếm đi. Ờ cái này cũng dễ thương thôi mày, màu trắng thôi. Cái gì, cái này là cái gì? Kẹp hả? Ờ kẹp ở phía sau. Mày bánh bèo. Bánh bèo hả? Tao bánh bèo được không? Chắc không hợp quá. Mấy bộ nơi kẹp đó. Nhìn không giống ai hết phải không? Con kẹp kéo nào đi chị. Ủa cái đó là cái nấu cho bé mấy tuổi rồi chị? Chị mua cho nhiêu tuổi?
học lớp 2 à? Rồi là mới tạo ơn cái đó. Cái đó nít hả? Mẹ sao thấy rỉ quá rồi chị. Cái này dầu của nó bạn, dầu cái đựng chấm xét á, để này ấy. Hai chục. Hả? Hai chục. Dầu nó còn vậy đó, dầu mà dầu máy chứ không phải là dầu mình chị. Mới nhiều lắm luôn. Dạ, là nhiêu sợ? 5.000. Còn mày mua này nữa hả? Cái gì? Ừ, mua đó. Cái cây dải chèn đó chị bỏ qua mà chị đóng không vô được. Xong chưa? Mày không kéo.